Dạ vâng, cửa hàng nuôi cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì cửa hàng chúng em thì vừa rồi em đã lên một lô A cưa xích đó, thì các bác đã ủng hộ em rất là nhiều, thì cảm ơn các bác rất là nhiều đã ủng hộ cho em những thời gian vừa qua các bác nhé. Đó thì vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một lô B đó, để cho các bác xem có vừa ý hoặc là ưng ý những con nào. Đó, nhiều các bác đặt lô A mà không đặt được những con vừa ý của mình, thì bây giờ qua con lô B, để cho các bác nào mà chưa lô A vừa rồi chưa chốt được con nào thì xem cho có ưng ý con nào để vừa tầm mắt với mình để lựa chọn các bác nhé. Đó, cửa hàng chúng em hôm nay lên lại tiếp tục 6 con này, gồm những dòng Estin 211, Estin 023, Estin 021 nhá, và dòng Ryobi Komatsu. Đó, gồm 6 con cho các bác nào lựa chọn ưng ý con nào nhất để sử dụng cho gia đình mình. Đó, lô này của em thì vừa khai thác tầm trung cũng được mà vừa gia đình cũng có các bác nhá. Đó, nên là các bác xem hết video của em, ưng ý con nào thì có thể liên hệ qua cho em. Đó, và số điện thoại của em là 0354392929. Các bác nào ưng ý con nào thì có thể liên hệ qua em để đặt hàng các bác nhá. Số điện thoại của em thì đã để trên màn hình rồi, các bác xem qua các bác nhé. Đó, và số đó thì em cũng xài số Zalo luôn. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em, các bác là xài Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em để nhắn tin cũng như là để tham khảo thêm các bác nhé. Đó, vâng, thì cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ, hàng chuẩn chính hãng. Đó, hàng bãi, chuẩn nội địa, một đời chủ các bác nhé, chỉ một đời chủ. Và đời chủ không có không có máy nào mà bỏ qua 2 đến 3 đời chủ à. Một đời chủ duy nhất tại Nhật Bản đó, và nhập về tại Việt Nam bán cho các bác sử dụng là hàng chuẩn, hàng bãi nhá, chứ không phải là hàng mà Việt Nam đã qua sử dụng. Đó, và lô máy này cũng không ngoại lệ các bác nhá. Tất cả máy của em đây đều bao zin nguyên bản từ A tới Z, hàng chưa bung chạm gì máy móc. Đó, cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp những sản phẩm uy tín, chất lượng cho các bác. Đó, và để đỡ làm mất thời gian thì bây giờ em sẽ qua quay chi tiết từng con một nhá. Đó, để cho các bác xem ưng ý con nào thì có thể chốt luôn đặt hàng của bên em. Và con này thì em và lô máy này thì em sẽ báo giá cũng như là test nổ ở cuối video các bác nhá. Các bác nào xem thì xem đến hết video thì em sẽ báo giá cũng như là test nổ từng con một, để cho các bác nào xem có thể ưng ý nhất các bác nhá. Con đầu tiên là một con Estin 211C này. 211C, dòng này dòng sưu tầm luôn các bác nhá. Máy móc cực kỳ đẹp. Đó, Estin đời cao, sản xuất năm 2008 này. Đó, đối với dòng Estin bãi mà sản xuất năm 2008 là cực kỳ cao đấy các bác nhá. Thường thường nó chỉ sản xuất từ năm đầu 2000 đến năm 9 mấy thì có thôi. Đó, con này thì sản xuất năm 2008 luôn. Đó, có núm bơm xăng phụ luôn, dòng có tích hợp tăng chỉnh xích nhanh cũng như là vặn ốp lam nhanh. Ốp lam cực kỳ tiện lợi nhá. Đó, máy móc thì cực đẹp, tay tích hợp luôn, có chụp giật trợ lực. 211C, dòng C là có chụp giật trợ lực các bác nhá. Máy móc thì ok, xuất sắc rồi. Đó, tình trạng đẹp, đèn mát thì zin nguyên bản này. Đó, con đầu tiên máy móc đẹp, Estin 211. Con thứ hai B2 là một con Komatsu G3005 nhá. Đó, máy móc cũng cực kỳ ok la luôn, zin nguyên bản từ A đến Z cho các bác. Đó, con này thì công suất nó là 35cc, phù hợp để cho các bác sử dụng gia đình cũng như khai thác nhẹ nhàng, tích hợp luôn chụp giật trợ lực ấy. Có núm bơm xăng phụ, cái e là e về tự động này, bóp gà cái là tự nó đẩy về thôi. Đó, xài hai ốc lam luôn các bác nhá, xài hai ốc lam luôn. Đó, qua con B3 là một con Estin 023C đời cao nhá, có xả áp, có núm bơm xăng phụ, tích hợp luôn ốp tăng chỉnh xích nhanh, vặn ốp lam nhanh. Đó, thắng xích, thắng xích đầy đủ nhá. Con này có thắng xích luôn nhá. Đó, đây, thắng xích sử dụng đầy đủ luôn, dòng Estin zin của bản từ A tới Z. Cuối video sẽ test nổ cho các bác nghe nhá, nên là các bác theo dõi hết video của em. Đó, Made in Germany này, dòng này dòng bãi Đức luôn nhá, zin. B4 là một con Komatsu G3005 tiếp này. Hai con này với con này là nó là cùng cùng hệ Komatsu luôn nhá. Máy móc cũng là G3005.
Đó, chỉ khác màu thôi. Chắc là do đời sản xuất nó khác nhau nên là nó như thế. Màu này, ốp về vỏ nó hơi khác nhau một tí nhá. Đó, trông con này thì cơ bắp một xíu thôi, nhìn ưa mắt, ưa nhìn hơn. Đó, còn con này thì màu đỏ này, đỏ từ A đến Z luôn các bác nhá. Đẹp, cũng có chụp giật trợ lực. Đó, núm bơm xăng phụ có, núm bơm xăng phụ luôn. E thì E về tự động có luôn nhá. Máy móc giống y hệt nhau thôi. Từ nòng bạc giống y hệt nhau nhá. Linh kiện nó ráp qua nhau được hết. Chỉ có phần vỏ khác màu đây các bác ạ. Đó, công suất cũng 35cc luôn nhá. Con B5 là một con cừa gia đình Ryobi. Đó, hãng cừa quốc dân này. Dòng cừa Nhật nội địa thì các bác không còn xa lạ gì rồi. G3200 nhá, con này thì công suất của nó 34cc rồi. 34cc cho các bác sử dụng. Tích hợp luôn con này thì cây lam nó không có nên là em kiếm luôn một cây lam bãi. Cây lam bãi Nhật nhá, S Latin luôn cho các bác về sử dụng cực kỳ thích luôn này. S lam Latin thì không phải chê gì đâu mà lam này lam bãi đấy nhá. Đó, lên cho các bác luôn một cây lam về các bác sử dụng. Đó, dòng này thì nhìn dòng này nó cũng thuộc cái dòng Komatsu đó các bác. Đó, các bác nhìn giống nhau ạ. Từ bô biết này. Giảm âm có trừ trợ lực luôn nhá. Con này có trợ lực luôn các bác nhá. Đó, nhìn không khác gì một dòng Komatsu cả. Đó, như kiểu đạo nhái ấy các bác. Đó, nhưng mà đều là dòng Nhật cả các bác nhá. Nên là các bác không phải lo. Về độ bền của dòng Nhật thì có lẽ các bác không phải xa lạ gì nữa rồi. Cực kỳ bền bỉ rồi. Đó, có núm bên sòng phụ. Con này cũng núm bên sòng phụ. Con này là G3005, con này là G3002 này. Đó, nhưng mà khác hệ thôi. Con này chắc là dòng Ryobi nhưng mà người ta nhà sản xuất Ryobi kiểu đặt máy của Komatsu về và dán tem của nhà sản xuất Ryobi người ta bán trên thị trường thôi. Nhưng mà cũng là của Komatsu cả các bác nhá. Đó. E này, bóp ga tự nhảy về có luôn nhá. Đó, con này em lên là xích làm Latin nhưng mà về sử dụng cực kỳ sướng con này. Và cuối cùng là một con Estin 021. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn qua có núm bơm xăng phụ luôn. Đó, con này sưu tầm về trưng bày cũng quá là ok luôn các bác nhá. Đó, máy móc thì không phải chê gì điểm nào nữa. B6 Estin 021 máy móc cực kỳ đẹp. Sản xuất tại Germany, Hồng Bài Đức. Đó. Và tổng thể lô 6 cây của em đây. Đó, các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em. Các bác nhá. Đó. Và lô này thì em sẽ báo giá luôn. Báo giá luôn cho các bác sử xem. B1 thì em bán với giá là 4 triệu đồng. Đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá. Đã bao gồm phí ship các bác nhớ rõ giúp em nha. Đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện gồm 3 món là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít trình. Đó, giá của em sau đây là báo giá là đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá. Nên là các bác cực kỳ yên tâm, không phải mất thêm một phí phát sinh nào cả. Đó, 4 triệu đồng cho con một con B1. B2 Komatsu G3005. Giá 2900. 2.900.000. Đó, giá này cũng bao gồm phí ship luôn nhá. Tất cả những giá báo giá sau đây của em là đều bao gồm phí ship nên là các bác xem quả. Đó, B3. Con này 023C. À, máy móc thì về ngoại hình thì cũng bình thường thôi. Để cho các bác 3.600.000. Giá cực kỳ ưu đãi các bác nhá. Con này đời cao mà có xả áp còn đúng với xăng phụ luôn. Nhưng mà máy móc thì về máy móc thì ngon. Em đánh giá cho các bác là cực kỳ ngon nhá. Không phải lăn tăn gì về ấy mà. Nhưng mà phần vỏ của nó thì không được đẹp mắt cho mấy đâu. Nên là em để giá 3.600.000 cho các bác về sử dụng. Các bác nào không thích không quan tâm ngoại hình thì có thể lựa chọn một con em này nhá em. Giá đã bao gồm phí ship rồi, bộ phí ship với bộ phụ kiện thì nó gửi khoảng 150 rồi. Về thì các bác chỉ còn lại khoảng rơi vào tầm khoảng 3.450.000 thì đó thôi. Đó, B4 2.900.000 luôn các bác nhá. Đó. B5 2.500.000. Đó. B6 là một con Estin 021. Con này thì giá máy móc đẹp, hàng sưu tầm.
3.800.000. Các bác nào chốt thì có thể liên hệ qua cho em. Đó, và tổng thể giá của em đã báo trên này các bác nhé. Các bác nào liên hệ qua cho em thì có thể nhấc máy lên và liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Đó. Tổng thể 6 cây đây. Ủa, trời thì cũng sắp mưa rồi. Thì em sẽ chuyển vào trong nhà để quay nốt phần video còn lại cho các bác xem qua nhé. Chứ bây giờ thì trời mưa rồi các bác ạ. Rồi, các bác chờ em tí xíu. Dạ vâng, thì vừa nãy thì vừa vào tới nhà thì mưa các bác ạ. Ở thời tiết miền Nam thì cứ vào, bây giờ đã vào mưa các bác nhá. Cứ chiều tối đến là mưa thôi. Không kịp quay video thì cũng không hết để các bác xem qua. Đó, thì bây giờ thì em vào nhà để quay nốt đi số video còn lại. Các bác nào xem video mà thấy không được đẹp mắt thì các bác cũng thông cảm cho em nha. Đó, à, tiếp tục nói đến phần vừa nãy đi nha. Đó, thì tất cả giá vừa nãy em báo ở trên đây là đã bao gồm phí ship rồi. Đấy, đây là các bác nào ưng ý con nào thì chỉ cần liên hệ qua cho em. Ví dụ là các bác chốt con này chẳng hạn thì em đã đánh dấu ký tự nhá, B1 này, B2, B3, B4, B5, B6 đó. Các bác nào ưng ý con nào thì chỉ cần đọc cái mã số con đó thôi. Cô là bỏ chốt cho anh có B1 chẳng hạn là em biết ngay là con gì rồi các bác nhé. Đó, và giá ở đây là em đã báo giá công khai rồi. Đấy, các bác xem qua nhé. Đó, báo giá công khai để cho các bác về sử dụng. Đó, giá là đã bao gồm hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhé. Và được tặng kèm bộ 3 phụ kiện rồi. Nên là các bác không cần phải trả thêm phí phát sinh gì cả. Đấy, nên là các bác cực kỳ yên tâm nhé. Đó, vâng, thì bây giờ thì qua phần test nổ thì em sẽ test nổ từng con một để cho các bác xem qua ưng ý con nào nhất các bác nhá. Dạ vâng, thì con đầu tiên các bác nhá. Đó, con đầu tiên thì em sẽ test nổ cho các bác xem. Xài chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Dạ vâng, qua con thứ hai các bác nhá. Cũng có chụp giật trợ lực luôn, kéo rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Đó, quan thứ ba, Estin 023C. Đó, qua con thứ tư này, Komatsu có giật lực. Máy móc chạy cực kỳ êm nhá, có chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng. 35cc cho các bác sử dụng. Đó, Ryobi. Con này đi, nhìn này, dây giật như mới các bác nhá. Đó, dây giật rin của nó luôn đấy các bác. Máy móc cực kỳ đẹp. Đó, giật chụp giật trợ lực, máy móc rin. Dạ, và con cuối cùng các bác nhá, cuối cùng là một con ST 021 này. Máy móc cực kỳ đẹp như sưu tầm luôn các bác nhá. Made in Germany. Đó, 3.800.000 được bác. Con này thì con nắm giật to nhá, nắm giật to này. Đó, và tổng thể 6 cây đây các bác nhá.
Các bác nào ưng ý con nào thì có thể liên hệ qua cho em số điện thoại cũng như là báo giá, thì em đã báo giá ở trên video tất cả rồi các bác nhá. Đó, máy móc thì bao zin nguyên bản từ A tới Z cho các bác, đảm bảo cho các bác ngon lành luôn. Rồi trước khi gửi hàng đi thì em sẽ kiểm tra hàng cũng như là căn chỉnh lại ngon lành một lần nữa nhá. Nên là các bác cực kỳ hoàn toàn yên tâm về bên em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.